Tính ra chế chiếc xe này chạy cũng có lý chứ hả? Nó kéo nguyên một cái dàn cố kéo trực tiếp xung quanh luôn thôi. Đó các bạn nhìn thấy dây cô đoàn đang chạy. Liền một khối luôn. Lái thoải mái không? Lái xe này thoải mái không? Hả? À, nguyên con lê này hết nhiêu tiền? Hả? À, 70 triệu à? Có lấy à? Hình như thắng hơi bị nguy hiểm á. Đúng quá. Thôi tạm biệt nha.